Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Này, Zippo Tuấn Nguyễn bên mình xin giới thiệu với anh em cặp Zippo mới về luôn anh em. Hai em Zippo bên ai cũng rất là tinh tế, sang trọng và ý nghĩa, độc đáo để anh em trên tay nha anh em. Chơi hay làm quà biếu, quà tặng cho người thân, bạn bè cũng rất là hay đó anh em. Hàng chính hãng Zippo Mỹ, zin từ A tới Z nha anh em. New full box luôn, chưa hề đụng chạm gì nha anh em. Này, mình giới thiệu với anh em, bên phải là em đồng nguyên khối khắc chìm hai biểu tượng của nước Mỹ, đại bàng cờ Mỹ ha, rất là nổi tiếng anh em. Đồng nguyên khối đít bằng ha, khắc chìm hai mặt trước và sau luôn, anh em trên tay cực kỳ sang trọng luôn anh em. Còn bên trái là em cà ram trắng khắc chìm hoa văn 75 năm anniversary nha anh em, year 1932-2007 ha. Quà tiết hoa văn 75 năm ngọn lửa Zippo ha, chặng đường phát triển rất là huy hoàng của hãng ha anh em. Anh em trên tay cũng rất là sang trọng, ý nghĩa ha. Hai em nó new full box luôn, chơi hay làm quà biếu quà tặng cũng rất là hay đó anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em cứ ấn nút đăng ký kênh ha, để tiện lựa chọn Zippo bên mình. Còn số điện thoại mình để trên tiêu đề list nha, anh em nào kết hai em nó cứ alo trực tiếp mình liền ha. Giờ mình xin trên tay chi tiết trước nha anh em. Đây là em đồng nguyên khối khắc chìm hai biểu tượng rất là nổi tiếng, đại bàng cờ Mỹ nha anh em. Trước sau luôn ha anh em, y chang luôn, khắc chìm rất là tinh tế anh em, đáy bằng ha, hàng zin nha anh em, zin từ A tới Z ha, chưa hề đụng chạm gì tới hết. Về giá hai em nó anh em nhấn vô tiêu đề clip nha, sẽ hiện ra ô mô tả, mình có để giá hai em nó vô mô tả nha anh em. Bên mình giao toàn quốc luôn, anh em kết em nào cứ alo mình, có người giao tới tận tay cho anh em chơi. Rồi, kỹ với anh em xem nha anh em, nhìn hết ha. Zippo Tuấn Nguyễn nào giờ thì rất là uy tín với anh em rồi. Dòng Zippo đồng nguyên khối luôn, hai biểu tượng huyền thoại của nước Mỹ nha anh em, đại bàng cờ Mỹ ha, rất là đẹp. Còn đây là em cà rông trắng khắc chìm quà tiết 75 năm anniversary nha anh em. Lồng vô trong là ngọn lửa Zippo và chữ C year 1932-2007 ở dưới ha. Mặt sau trơn bóng anh em, em nó đáy lõm ha, cũng hàng zin luôn, điều full box luôn nha anh em, chính hãng Zippo Mỹ ha. Có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết hai em nó thì anh em vô trang Facebook mình, click vô đường link mình để dưới mô tả nha anh em. Đây mình trên tay nhanh thôi anh em, soi kỹ anh em xem ha. Nhớ cho mình xin một like clip nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh, nhớ ấn nút đăng ký kênh nha anh em, tiện lựa chọn Zippo bên mình. Còn yêu thích em Zippo nào trên trang mình, anh em cứ alo mình nha. Mình ship toàn quốc cho anh em đam mê chơi, tất cả đều hàng zin hết anh em, rất là đẹp, danh chính hãng đầy đủ nha anh em, giấy tờ kèm theo đầy đủ hết luôn. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nha, chúc anh em luôn luôn nhiều sức khỏe nha, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, và chúc anh em luôn luôn gặp nhiều hạnh phúc may mắn trong cuộc sống. Rồi, cảm ơn, chào tạm biệt anh em.